Lâu nay, nhiều người dân dù đã có nhà từ lâu nhưng vẫn không thể đem tài sản của mình đi thế chấp vay vốn do chưa có được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay quyền sử dụng đất ở. Những vướng mắc này sẽ được giải quyết vào ngày 16 tháng 6 tới đây khi thông tư liên tịch số 01 của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp triển khai nghị định số 71 của Chính phủ sẽ cho phép các tổ chức cá nhân được thế chấp nhà ở được hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng thông tư này không phải là không đặt ra những vấn đề. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với luật sư Trương Thị Hòa thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dạ thưa bà, thông tư liên tịch triển khai nghị định số 71 của Chính phủ quy định là kể từ ngày 16 tháng 6 thì sẽ cho phép thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Thì cái điều này thì đương nhiên là đặt ra được nhiều những cái lợi ích cho phía người mua. Tuy nhiên về phía bên cho vay thì liệu có đặt ra những cái rủi ro gì cho họ không ạ? Thì tôi cho rằng trong cái thông tư liên tịch này là tất nhiên có đủ bốn bên, trong đó có bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nhà nước đấy. Ngân hàng Nhà nước sẽ là nơi có những cái kiểm tra thanh tra thế nào trong cái quá trình thực hiện có liên quan đến bên nhận thế chấp là các tổ chức tín dụng. Cho nên trong cái này thì cái điều 4 của cái thông tư liên tịch này cũng có đề cập đến quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp. Trước nhất, họ có một cái quyền rất là quan trọng, đó là phải yêu cầu cái bên mà thế chấp là cung cấp đầy đủ các hồ sơ. Và họ có cái quyền là xác minh về cái tài sản đem thế chấp hình thành trong tương lai đó. Và như chúng ta biết trong cái thông tư liên tịch này có quy định rất rõ ở tại điều 6 là những điều kiện để được thế chấp không phải cái nào cũng được thế chấp đâu. Chỉ được thế chấp đối với những trường hợp là nếu là một cái dự án mà chưa có xây dựng thì phải đã được, nghĩa là xây dựng xong cái phần móng. Và khi cái hồ sơ mà đem thế chấp là phải có cái biên bản nghiệm thu, phải có một cái hợp đồng mua bán giữa cái bên mà cái người mua và bên chủ đầu tư. Còn nếu đối với căn nhà đã xây dựng xong thì phải có biên bản bàn giao. Và chúng ta biết là trong thực tế có rất nhiều trường hợp là đã có nhà rồi, bàn giao nhà rồi mà chưa có được cấp giấy. Thì cũng cũng theo như bà thấy thì trong thời gian qua thì có rất là nhiều những cái tòa nhà đang xây dựng đã cũng đã xong được cái phần móng rồi, nhưng mà đang xây dựng thì hết vốn và thành ra thành thành những cái công trình bị đóng băng. Như vậy thì liệu khi mà mình đem thế chấp những cái tài sản chưa hoàn thiện như thế thì liệu đó có phải là một cái rủi ro cho phía ngân hàng khi mà phải ôm cục nợ xấu không ạ? Thì tôi cho rằng ngân hàng có toàn quyền xem xét trong cái việc để chấp nhận cho vay hay không cho vay mà phải đúng điều kiện. Đây là một cái thông tư không phải ép buộc ngân hàng cho vay, mà đây là là tháo gỡ cho vay đối với cái đối tượng chưa có giấy tờ. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái để mà giúp tháo gỡ đóng băng, chứ không phải nói là ngân hàng bây giờ để mà tháo gỡ cái đóng băng của bất động sản là cái này là ngân hàng buộc phải cho vay, không có chuyện đó. Cũng xin được hỏi bà là trong cái những cái quá trình giao dịch như vậy thì cũng rất có thể là các ngân hàng họ sẽ xem xét hồ sơ và có thể họ sẽ từ chối không cho vay. Thì vậy thì điều này thì sẽ đặt ra cái vấn đề là cái tính khả thi trong cái việc mà thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, thì liệu cái thông tư này nó có đảm bảo được cái tính khả thi này không ạ? Và tôi cho rằng cái thông tư 01 này đó thì các bên đã xem xét khá kỹ lưỡng, phải không? Và cũng chú ý đến tính khả thi của nó. Tuy nhiên, lẽ tất nhiên trong quá trình thực hiện có thể có phát sinh vướng mắc, cho nên ngay cả cái điều cuối của cái thông tư liên tịch này cũng có nói trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì có thể bổ sung sửa đổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi cho rằng đơn vị cho vay lẽ tất nhiên ngoài cái thông tư liên tịch này còn phải theo các cái pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng, cho nên có quyền từ chối chứ. Nhưng nếu người ta đủ điều kiện mà từ chối, phải không, thì là cái người mà từ chối đâu có quyền khiếu nại. Thậm chí chúng ta biết có rất nhiều ngân hàng đơn vị này từ chối thì có thể đi ngân hàng khác thế chấp, miễn là mình đủ hồ sơ thôi. Hiện nay thì tổ chức tín dụng cũng muốn cho vay chứ đâu phải không muốn cho vay, phải không, cho nên cũng đâu có làm khó. Mà trong cái thị trường cạnh tranh hiện nay thì ngân hàng cũng cạnh tranh. Xin cảm ơn bà.